Trong một cuộc hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây nhiều năm, ông Philip Kotler, cha đẻ của ngành marketing hiện đại của thế giới, từng gợi ý Việt Nam nên trở thành bếp ăn của thế giới. Hiểu được tiềm năng này thì một ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã được ra mắt nhằm hướng đến mục tiêu phát huy những thế mạnh của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong thu hút khách du lịch quốc tế. Ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc công ty du lịch Viettravel làm trưởng ban. Ngoài ra, trong ban vận động còn có những cái tên khá nổi tiếng khác trong ngành du lịch, văn hóa và ẩm thực như ông Lão Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, đầu bếp Nguyễn Doãn Cẩm Vân, bà Triệu Thị Chơi, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Ban vận động này đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép thành lập Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, qua đó tập hợp tất cả các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân là những nhà nghiên cứu, chuyên gia đã và đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực để xây dựng văn hóa ẩm thực Việt Nam trở thành thương hiệu của quốc gia. Mục đích cuối cùng là giới thiệu, quảng bá nét đặc sắc về văn hóa, lịch sử của Việt Nam đến bạn bè thế giới thông qua những món ăn mang đậm đà bản sắc quê hương, đồng thời lưu giữ và phát triển các chuỗi hệ thống nhà hàng Việt Nam đạt chuẩn trong và ngoài nước. Ấp ủ ý tưởng này từ khá lâu, ông Nguyễn Quốc Kỳ, trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cho biết, đối với ngành du lịch Việt Nam, ẩm thực là một thế mạnh tuyệt đối trong việc thu hút du khách. Mà trong cái kho tàng về cái văn hóa của Việt Nam thì ta có rất nhiều giá trị, thì trong đó ẩm thực tôi đánh giá đó là một con rồng đang ngủ. Có một cái câu chuyện mà chúng ta có thể truyền tải được, có một cái giá trị văn hóa mà chúng ta có thể truyền tải được quá khứ, lịch sử và tương lai. Quá khứ, nếu mà chúng ta dùng ẩm thực thì đó là lịch sử dựng nước Việt Nam với Lăng Liêu, với Vua Hùng, với bánh chưng, bánh dày. Và chúng ta cũng thấy là cái văn hóa ẩm thực Việt Nam nó rất là phù hợp với trong phát triển thế giới. Nó tạo ra những cái bản sắc, nhận thức về bản sắc văn hóa Việt nhanh nhất. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam khi được ra đời sẽ giữ trách nhiệm khai thác, tôn tạo các giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, nâng chúng lên tầm thế giới, hỗ trợ kênh tiêu thụ thành phẩm hiệu quả cho ngành nông nghiệp và tạo thương hiệu cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.